Chào mừng anh em đã đến với kênh YouTube của Trịnh Văn Mobile nha. Hôm nay tiếp tục là nhà mình lại thanh lý hàng nữa nha. Hôm nay ngày mùng 3 tháng 5 nha anh em. Anh em nào quan tâm thì có thể inbox Zalo và Facebook của mình nha. Anh em nào like chia sẻ thì mình sẽ có giảm cho anh em từ 50 đến 100k một cây nha anh em. Cảm ơn anh em. Đầu tiên hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em những cái dòng địa dòng này còn cấu hình mạnh để cho anh em chiến game không nha. Giá thành thì rất là ok luôn. Đầu tiên mà mình sẽ giới thiệu cho anh em cây này là cây Redmi Note 8 nha anh em. Cây này RAM 4 của như trong 64GB, chip Snapdragon 665 nha, màn hình 6.3 inch Full HD, con này sách tay chưa có tiếng Việt nha. Mình bật chỉnh độ sáng hơi cao nó hơi bị lóa. À, con này còn miếng dán nên nó bị hơi bị lóa xíu nha. Con này ROM nó là ROM tiếng Anh luôn nha anh em. Con này sách tay chưa cài tiếng Việt gì hết á. RAM 4 của như trong 64, 4 camera nè. Màn hình là giọt nước nè, 6.3 inch Full HD này, RAM 4 nhớ trong 64, chip Snapdragon đã gần 665 nha. Con này pin 4000, vân tay một chạm. Con này bên nhà mình đang thanh lý là con này 2 triệu 8 nha. Đây là Samsung Galaxy A50. A50s nhé. Con này ngoại hình đẹp 99% luôn. Con này RAM 4 nhớ trong 64GB. Con này bên nhà mình đang thanh lý là 3 triệu 8 nha. Con này có bảo hành rất là dài, tháng 11 2020 nha. Vân tay trong màn hình luôn, màn hình 6.3 inch Full HD. Máy còn khá là đẹp nha. Con này mình đã mới reset nha anh em. Ừ. 3 triệu 8 thôi. Cây này là cây Redmi Q nha. Con này RAM 6 và nhớ trong 64GB, con này xách tay nha anh em. Con này chính hãng là con Redmi 5 Pro á. Con này là 4 camera sau, camera 48 megapixel nè. Còn này là vân tay một chạm. Màn hình 6.3 inch Full HD, con này RAM 6 và nhớ trong 64, chip Snapdragon 712 nha. Con này camera đẹp mà cấu hình mạnh anh em tha hồ chiến game nha. Ngoại hình thì nó còn đẹp như mới luôn. Giá mình đang bán con này là 3 triệu 2 nha anh em. Con này là con Winmark Li nha. Con này ngoại hình đẹp như mới luôn, còn bảo hành tới tháng 6 2021 luôn nha. Bảo hành khá là xa đó. RAM 6 của nhớ trong 64GB. Ngoại hình đẹp như mới, chip Snapdragon là gần 675 nha, vân tay trong màn hình luôn nha anh em. Con này ngoại hình đẹp như mới bên mình đang bán với giá là 2 triệu 8 nha. Còn ngoại hình mà lưng hơi chạy thì bên mình bán tầm 2 triệu 6 và 1 triệu rưỡi nha anh em. RAM 6 và nhớ trong 64GB nha, chip Snapdragon là gần 675 nha. Mua con này về là chiến game là bao ngon luôn nha. Con này cấu hình cực kỳ mạnh, không có con nào có tầm trong tầm giá nó mà có con chip 675 nha, RAM 6 nữa. Con này là con Samsung Galaxy S20 Plus nha, ngoại hình nó cũng đẹp như mới nha, chưa biết chạy nữa. Con này còn hàng chính hãng Samsung Việt Nam, còn bảo hành tới tháng 3 2021 nha anh em. Con này bên mình đang thanh lý giá 14 triệu 500 nha. Máy thì nguyên zin, đẹp ken như mới, RAM 8 một nhớ trong 128GB. Camera con này chụp rất là đẹp nha, 4 camera luôn. Mấy anh em nào làm YouTube hay làm gì á nên mua những cái dòng này vì nó quay phim chống rung rất là tốt. Màn hình thì rất là to, màn hình 6.7 inch, độ phân giải 2K nha. Viền cực kỳ mỏng luôn nha, con này là cực kỳ đỉnh luôn á. Đỉnh cao của Samsung rồi đây mà. Ừ, anh em nhìn camera này, nó không có rung lắc gì, nó không cần lấy nét gì hết trơn, chụp rất là đẹp, quay phim cũng rất là tốt. Con này là Xiaomi Redmi Note 6 Pro nha anh em. Con này RAM 3 bao nhiêu trong 32GB. Màn hình tay thỏ 6.3 inch Full HD. RAM 3 bao nhiêu trong 32. Pin 4000, camera kép bằng tay một chạm. Chip Snapdragon 636 nha. Con này cấu hình này cũng chiến game cũng rất là ngon mà tầm giá nó thì rất là rẻ nha. Con này mình thanh lý với giá 1 triệu 8 nha anh em. Quá rẻ mà chiến game cực kỳ ngon, máy ngoài hình đẹp 97-98%. Nguyên zin. Là Xiaomi Redmi Note 9S nha. Con này mới mua luôn, mới mua vào tháng 4. Hàng chính hãng thế giới động, con này RAM 6 của nhớ trong 128GB, con này còn bảo hành tới tháng 10 2021 nha. Chip Snapdragon 720G nha.
màn hình 6.7 inch Full HD. Con này cấu hình mạnh, camera chụp hình rất là đẹp. Hàng chính hãng, bảo hành xa vời luôn. Giá thì con này mình đang bán với giá là 4 triệu 7 nha anh em. Con này là con Huawei P30 Pro nha. Con này hàng chính hãng, vừa hết bảo hành nha anh em. Camera nó kinh khủng không, nó thâu ở trong luôn nè. Camera này là zoom tới 100x luôn nha. Con này màn hình 6.47 inch Full HD. Vân tay trong màn hình nó cong nè. Cong cực kỳ. Đúng rồi, nó cong. Con này camera chụp hình thì rất là đẹp luôn. Camera Leica nè. Con này RAM 8GB và nhớ trong 256GB nha. Chip Kirin 980. Hai sim hai sóng. Con này mình đang bán với giá là 9 triệu tư nha anh em. Con này là con Samsung Galaxy A20s, con này còn dáng nha, ngoại hình nó đẹp như mới, chưa biết chạy nữa. Còn RAM 3GB. Con này bên mình đang bán với giá là 2 triệu 8 nha, A20s nha anh em. Bên mình là thanh lý hàng nên là giá cực kỳ ok và bao test cho anh em 1 tháng nên anh em còn yên tâm luôn nha. Con này là mấy GB đây? Nếu trong 64GB. Chẳng là RAM. Ồ, con này RAM 4 và nhớ trong 64GB luôn nha. A20s nha, màn hình cực kỳ to. Mà giá thì cực kỳ bèo. 2 triệu 8 thôi, RAM 4 và nhớ trong 64GB, ngoại hình rất là đẹp nha. Màu xanh xanh lục. 2 triệu 8 thôi. Con này là con Xiaomi K20 nha. Con này mình đang nó còn dán cái miếng kính chống lóa nên thì nó hơi khó thôi, nhìn này. Đó, miếng kính chống lóa. Con này RAM 6GB và nhớ trong 64GB. Chip nát là gần 730 nha. Con này cấu hình cực kỳ mạnh luôn, ngoại hình này đẹp như mới 99%. Ba camera sau, camera trước thọ thuộc nè. Màn hình 6.39 inch Full HD, RAM 6 như trong thứ tư, vân tay trong màn hình luôn nha. Con này mình đang thanh lý với giá 4 triệu 2 nha anh em, K20. Con này là con Redmi 5 nha. Con này RAM 3 nhớ trong 64GB, màn hình 6.5 inch Full HD nè. Pin 5000 nha, 4 camera luôn. Chip Snapdragon 665 nha. Con này cấu hình cũng mạnh nè, chiến game tốt nè. Con này ngoại hình này nó 97%, lưng nó hơi trầy hơn nhiều do nó sẽ ốp nha. Con này bên mình đang thanh lý với giá là 2 triệu 3 nha. Một con cho một con cấu hình mạnh, pin trâu, camera đẹp, chỉ giá đó thôi. Không, rồi giờ tới iPhone nha. Đây là con iPhone 7, ngoại hình đẹp 99%. 98 99%. Con này nguyên zin, mình thanh lý con này với giá là 3 triệu nha anh em. Con này 32GB, bản quốc tế nha, vân tay thì còn rất là nhạy. Màn hình 4.7 inch HD. 3 triệu thôi nhé. Con này là con iPhone X quốc tế luôn, 64GB, màu đen nè. Con này mình thanh lý với giá là 8 triệu 2 nha. Ngoại hình còn đẹp 98% á, nguyên zin áp suất luôn nha anh em, 8 triệu 2 thôi. Con này là con iPhone 8 Plus, con này mình thanh lý 5 triệu rưỡi. Con này chạy rất là nhiều, thanh lý cho anh em luôn, máy nguyên zin chạy rất hơi nhiều xíu. Anh em để mua về chiến game hay làm gì là xài, chứ mình là bên mình không dọn nên mình không thấy rõ nha anh em. Con này mình thanh lý 5 triệu rưỡi thôi. Rồi, cảm ơn anh em đã xem nha video nha. Nếu anh em thấy thích thì like share chia sẻ thôi. Nếu anh em nào cần mua từ like share chia sẻ, mình sẽ được giảm cho anh em từ 50 đến 100k một cây nha. Anh em nào quan tâm thì có thể nhắn tin Zalo của mình nha, Zalo mình đây. Còn không, anh em có thể, anh em nào ở bên Gò Vấp thì có thể qua trực tiếp bên mình mua hàng nha. Bên mình có nhận giao lưu trao đổi hàng luôn nha. Anh em cứ qua bên 25/22/4 Bùi Quang Là, phường 12, Gò Vấp nha anh em. Mình mua bán tại nhà thì anh em khỏi lo đi nha. Còn anh em ship code thì phải cọc cho mình từ 50 cho tới 200k tùy theo giá trị máy nha anh em. Cảm ơn anh em đã xem video ạ. À.